Rồi, xuống rồi nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu này. Rồi, tức hôm nay là buổi thứ hai. Hôm trước có một buổi thôi, nhưng mà thật ra tôi đã nói được 2 chương rưỡi rồi. 2 chương rưỡi tức là đang được một nửa của chương 3. Thì hôm nay tôi sẽ nói nốt cái phần chương 3. Thật ra cái phần chương 3, phần sau của chương 3 là một trong cái phần rất là cơ bản, là mô tả những cái lệnh lõi điều khiển của Python. Thì những đối với những ai mà đã từng biết ngôn ngữ lập trình rồi, bậc cao rồi, thì cái phần này nó rất dễ hiểu. Và thôi, tôi sẽ thống kê lại các bạn. Thời gian nó chỉ có 3 lệnh. Lệnh if là một, lệnh for là hai, và lệnh ba. Ba lệnh này. Đây là cái ba lệnh, ba cái lệnh điều khiển cơ bản cũng có lập trình bậc cao. Lệnh if là lệnh câu lệnh rẽ nhánh, đúng không nào? Lệnh for là lệnh lặp, lặp với cái số lần lặp cố định. Còn cái lệnh while là lệnh lặp với số lần lặp là không xác định. Đó, thì ba lệnh này, thì hôm nay tôi sẽ nói cả ba lệnh đó nhé. Thế đầu tiên là lệnh if. Lệnh if thì như này, thì lệnh rất dễ hiểu thôi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là các bạn bắt đầu nhìn thấy là ở trong Python ấy, thì nó mô tả lệnh if này nó rất là đơn giản. Bắt đầu nó có những cái đặc điểm khác biệt so với C và Pascal. Ví dụ nhé, ví dụ tôi cho cái biến biến n là một biến nào đó là không, giả sử nó bằng không, và tôi đặt ra một cái viết một cái đoạn chương trình, một câu lệnh thôi. Tên câu lệnh là kiểm tra là nếu mà x thì mà lớn không thì thông báo là x là dương, còn x gì mà không lớn không thì thông báo là x không dương. Đó, hay là x nhỏ hơn bằng không. Đó, thì đó là cái một câu lệnh đơn giản thôi, nhưng mà nó dùng phải dùng lệnh if, tức là rẽ nhánh. Tức là lệnh đó là nó không phải là một lệnh chắc chắn, và nó tùy thuộc vào giá trị của n. Nếu như này thì như này, nếu như kia thì kia kia. Thì đó là cái lệnh if đầu tiên. Cái lệnh if nó chỉ có những dạng như thế này. Đây là dạng dạng đơn giản nhất là như này nhé, là if. Sau lệnh if là chúng ta mô tả cái điều kiện. Cái điều kiện là một cái biểu thức mà tạo ra cái giá trị là đúng và sai, hay là một cái logic. Thì sau lệnh if thì ta mô tả biểu thức thôi, không cần trong dấu ngoặc, đóng ngoặc không ngoặc gì vậy. If n lớn hơn không. Đó, là như này thôi. Thì sau cái điều kiện đó là chúng ta nhớ là chúng ta phải có 2 chấm. À, đặc biệt rất quan trọng của Python là sau những lệnh if này, lệnh for này, có lệnh while này, là cần phải có cái lệnh 2 chấm. Và khi 2 chấm khi xuống dòng thì bắt buộc phải viết thụt vào. Đấy, thụt vào. Thì lệnh if là có lệnh như sau, là if biểu thức logic, sau đó 2 chấm nó xuống dòng, thì tất cả các lệnh của lệnh if đều phải xuống dòng. Thì các lệnh xuống dòng này là đều phải thụt vào chứ. Thì và các lệnh thụt vào này là phải thụt vào một cách là bằng nhau. Thì những lệnh thụt vào này thì trong Pascal nó là trong là lệnh begin end, đúng không? Ở trong C thì nó là đóng ngoặc nhọn, mở nhọn, mở nhọn, đóng ngoặc nhọn. Thì ở trong Python nó quy định nó là phải thụt vào thực là bao nhiêu. Về lý thuyết thì không không quan trọng, biết là nó phải bằng nhau, thụt vào bằng nhau. Nhưng mà đối với Python người ta đã gần như thành cái mô tả, cái mặc định là nên thụt vào là bao nhiêu. Thì mặc định là chương trình quy định là khi chúng ta ấn Enter thì nó sẽ thụt vào là 4 dấu cách, hay là trong khi chúng ta lập trình ta có dùng cái phím tab là 1 tab hay là 4 dấu cách nhé. Đó là mặc định. Thế tôi mô tả nhân nếu x là x n lớn không thì làm gì, thì thông báo lại là print. Print thông báo là n lớn hơn không, lớn hơn không, được chưa? Đấy, mà thông báo lệnh này nó có một lệnh thôi, ta enter nhé, enter này. Đấy, đấy thì là cho một người vào nhé. N lớn không nhé. Ơ sao nó không chạy.
À, vì sao nó không chạy? Bởi vì là n đây nó bằng không, cho nên cái lệnh này nó không xảy ra, cái lệnh này nó không không làm cái gì cả. Bây giờ tôi viết lại nhé, tôi viết là if. Để tôi một chút, các bạn cứ đầu tiên là cũng phải chịu khó một tí với tôi. Rồi, if nha, tôi làm bài khác đi. If n bằng không thì nó sánh như là bằng không thì nó viết như này. If n bằng không thì print n bằng không. Chúng ta sẽ thử xem nó đúng như này không nhé. Enter này, enter đấy, nó có n bằng không, bởi vì chúng ta n là bằng không ở đây. Thì như vậy là if là như sau. If là điều kiện, là một cái mệnh đề, là một cái biểu thức logic, sau là hai chấm xuống dòng và viết thuật vào. Chú ý là thuật vào là bốn dấu cách là mặc định nhá, nhưng mà đó là lý thuyết, và chúng ta cũng thuộc vào hai cách hay ba cách cũng được, nghĩa là tất cả các lệnh thuộc vào là nó bằng nhau đó. Chúng ta chú ý cái lệnh if là như vậy. Thì bây giờ tôi mô tả tiếp nhé. Lệnh if nó có thể nó có cái dạng là nó có dạng là nếu nếu còn nếu không thì lý nào, thì là nó là if và else nhé. Đây, if n lớn hơn không thì thông báo là print, print là thông báo dòng số là lớn hơn không, lớn hơn không, đúng không? Ngược lại chúng ta phải đưa con ra ngoài, đưa con trỏ ra ngoài cho nó bằng mỹ. À, bằng đưa thầy đưa thầy bằng rồi đấy, else thì thời gian đây là bằng rồi, bởi vì là ít này nó thụt vào mình ở ngoài này là bằng nhau rồi. Else cũng hai chấm xuống dòng và thông báo print, thông báo là gì, thông báo là không lớn hơn không, lớn Thầy không. ơi, thầy xem mình hay là cho mình với. Sao cơ? Tức là em không thấy màn hình thầy viết gì cả. Không thấy à? Tức là em chỉ nhìn thấy thầy thôi, chứ không thấy màn hình. Mình thấy màn Thầy ơi, cho em hình. hỏi làm sao mà thầy xuống hàng được thầy? Em nhìn tab nó không xuống hàng được ạ. Khi mà xuống dòng một tự động nó sẽ thụt vào. Tại sao lại mọi người không thấy tôi à? Không thấy màn hình à? Có em Có thấy thế à? em mọi người. Em vẫn thấy màn hình của thầy ạ. À? Vẫn nhìn rõ này. Rõ bình thường này. Sao có bạn nó không bạn bảo là gì như tôi là nào nhỉ? Sao rồi nhỉ? Em dùng cái điện thoại. Mà em thấy khuôn mặt thầy chứ em không thấy cái màn hình này. Hoa nhấn vào cái ghim ấy, nhấn vào cái biểu tượng cái ghim ở trên màn hình ấy. À dạ. Mà sao cái màn hình của em nhấn tab á thì nó vẫn ngang, nó không xuống hàng rồi. Rồi, em cảm ơn. Là khi khi mình gõ là hai chấm enter thì tự động nó thuộc vào chính xác rồi, mình không cần phải làm, không cần phải được gửi gì nữa đó. Tức là khi mà chúng ta ấn enter này, khi ta gõ if n lớn không xong hai chấm ấn enter thì tự động thuộc vào đây rồi, thuộc vào là chính xác rồi, chúng ta không cần phải sửa gì nữa, trừ khi mà chúng ta cần điều chỉnh sau này, chúng ta làm bây giờ lệnh ta điều chỉnh thì mới cần phải làm cái đó thôi, còn nói chung là không cần phải làm gì cả nữa nhé. Đó rồi, thì đó là cái, nhưng mà là như vậy là trường hợp một là if, sau if là điều kiện đúng không, sau điều kiện là hai chấm xuống dòng và các lệnh, đây là bị đông các lệnh ở dưới này nhé. Đó là trường hợp một. Trường hợp thứ hai là if, sau đó là điều kiện, sau đó là n là hai chấm xuống dòng và các lệnh, sau đó là tiếp theo là else hai chấm xuống dòng. Trường hợp mà dãy nhánh là hai, trường hợp dãy nhánh là ba thì như nào? Đây là ba nhé, thì giả sử ta viết cái lệnh là if, ta viết là bản hành trình cho nó dễ nhá, lấy ta làm nghiêm như trình đây, ta viết chương trình cho nó dễ nhìn nhé. Ta sửa là cho n bao nhiêu, n và rồi n tôi nhập từ bàn phím đi, sau đó tôi muốn kiểm tra, tôi lấy ví dụ nhé, input này, nhập một số, nhập số n nhé, ví dụ như vậy, và tôi kiểm tra là if nhá, if n lớn hơn không, đấy, cho lập trình nhá, if n lớn không này, hai chấm này xuống dòng đấy, tự động con trỏ đã thụt vào đúng bốn 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 space rồi,
Tức là mặc định nhá. Còn chúng ta cũng có thể lùi lại này, lùi lại. Nếu có thể là một space này, hai space này, ba space này, bốn space này. Chúng ta có thể lùi lại ba cũng được, hai cũng được, một cũng được, nhưng mà không được bằng như này. Bắt buộc phải thực vào. Được chưa? Đó. Chúng ta có thể là sau ít thì ta enter xuống dòng cũng thực vào là một space không sao cả. Chạy gì vẫn chạy. Hai space vẫn chạy, ba vẫn chạy, bốn vẫn chạy, năm vẫn chạy. Miễn là tất cả các lệnh đó là phải thẳng hàng, và các lệnh trong if là phải thẳng với nhau. Nhưng mà mặc định là 4 space. 1, 2, 3, 4 nhá. Thì là print. Đây, chúng ta print nhé. Print là lớn hơn không? Lớn hơn không? Được chưa? Đấy. Bây giờ ngược lại nhá. Chúng ta lùi vào else. Else chúng ta lùi lại 1, 2, 3, 4. Lùi lại. Đấy, và 2 chấm xuống dòng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn 3 lần này. Bây giờ trường hợp mà L tức là N nhỏ hơn bằng 0 thì chúng ta chia ra hai trường hợp là N nhỏ hơn 0 và N bằng 0. Chúng ta lại có một if nữa ở đây. If N nhỏ hơn 0 thì print, thì print ra là nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0. Và ở đây chúng ta lùi ra đây 1, 2, 3, 4 ở đây. Ở đây là gì? Ở đây là cái còn lại là n bằng 0, ta print là bằng 0. Bằng 0. Đó, đó là cái loại quy trình mô tả cái rẽ nhánh hai lần. Được chưa? Đấy, ví dụ đây. Nhá. Bên này bây giờ tôi ghi ra ghi cho buổi hôm nay nhất, tôi ghi ra để cho nên tâm bạn hôm nay là chương trình của chúng ta nằm ở đâu nhỉ? Tâm chút nằm mà học à, không phải tập huấn được rồi, T1 được rồi. Không phải chúng ta là D2 đúng không? Chúng ta là D2. À nhầm. Được. D2. Rồi. Ở đây là bài 1 nhé. Bỏ giấy. Chưa được. Toàn nhầm chưa được bài 1. Đây. Ở đây như bài chúng ta này. If này. N lớn không này. Else là ngược lại, tức là n nhỏ hơn bằng 0 thì lại chia làm hai, là if n nhỏ hơn 0 thì print nhỏ hơn 0 và else thì print là bằng 0. Như là có ba trường hợp, ta sẽ chạy thử cái bài này nhé. Đấy, bây giờ n này, tôi nhập n là 9 thì máy báo là n lớn 0. Tôi chạy tiếp này, tôi chạy lần thứ hai, tôi báo về 0, máy báo là bằng 0. Đó, chạy ván thứ ba nhé. Ván thứ ba tôi để n bằng trừ 5 báo là nhỏ hơn 0. Đó. Thì đây là cách mà là như vậy, cái lệnh if này này là if else là lồng ở trong cái else này. Được chưa? Thì trong trường hợp đó thì Python nó cho phép chúng ta phép viết ngắn hơn. Không cần như này nữa, anh làm như này. If sau đó là else if. Đây, chúng ta làm như này. Else if là cái lồng thứ nhất. Đó, else if chúng ta có thể đó nhá. If n nhỏ hơn 0 thì sau cho đây chúng ta vào lùi xuống cũng bằng đây, hai cái này lồng nó bằng nhau này, cái này bằng nhau nhé. Còn else là cuối cùng ở đây. Đó. Ở đây chúng ta chuột vào cho nó chính xác bốn dấu ấy. Đó. Thì đây là cái lệnh tổng quát của lệnh if. Lệnh if là nó có thể nó rẽ nhánh nhiều cấp thì cấp 1 thì là ở trên này. Cấp 2 ở đây. Nó có thể cấp 3, cấp 4 là L cuối cùng là cấp cuối cùng. Là nó có thể lồng nhau. Lệnh if nhá. L if ta có thể, mà nó vấn đề tôi viết thẳng hàng ở đây, không cần thuộc vào. Tiết kiệm, nó không tốn quá nhiều cái không gian thuộc vào mà nó vẫn đẹp. Đó là cách viết lệnh if nhá. Lệnh if. Rồi, bây giờ chúng ta làm một số cái bài tập mà một số cái bài ngắn ngắn để chúng ta kiểm tra cái lệnh if nhé. Ví dụ như là như này,
chúng ta làm cái bài là kiểm tra là nhập vào là một cái số 5, kiểm tra xem nó có là 5 mượn hay không nhé. 5 mượn là 5 mình thông thường định nghĩa nhé. Cái số n là 5, là 2000, nên là 2020 chẳng hạn. 5 mượn là 5 là gì, nó phải là hoặc chia hết cho 400 hoặc là chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Thì đó là cái định nghĩa của cái năm nhuận. Thì chúng ta làm thử bài tập sau đây. Bài số 2 là chúng ta nhập từ bàn phím một cái số 5 và kiểm tra xem năm đó có phải là nhuận hay không. Thông báo ra màn hình nhé. Bây giờ chúng ta làm bài số 2 của ngày hôm nay. Chúng ta CVS cái bài này sang bài số 2 và chúng ta làm luôn số 2 nhé. Và chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tôi nhập N, nhập đây là nhập 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 cái số 5. Như này được chưa? Đó. N là số 5 và bây giờ chúng ta kiểm tra thì Python nó cho phép chúng ta viết một cái biểu thức mà có cái logic, mà có các cái liên kết, có các cái phép tính logic ấy, AND, OR và NOT ấy, rất là dễ dàng. Như sau nhé. If này, N là nhuận khi nào? Khi mà N hết cho 400, khi mà N chia hết cho 400 đúng không? Đấy, bằng không hoặc o là gì, hoặc là nếu mà n chia cho 4 nhưng không chia cho 100, khi nếu mà hoặc là gì, n chia hết cho 4 n đồng thời n là không chia cho 100, n là không chia cho 100, thì cái đó chính là cái định nghĩa của không, là có một đấy thôi, đây là gặp đấy. Như vậy là đây chính là cái điều kiện để mà n là năm nhuận, các bạn nhớ nhá. Đấy là n là năm nhuận khi mà chỉ khi là n hoặc n chia cho 400 hoặc n chia cho 4 nhưng đồng thời là không chia cho 100. Đó, vì thế nếu như này thì chúng ta thông báo là print n phải là năm nhuận đúng không? Ngược lại ta phải ra ngoài cho thẳng hàng cái ít nhé, else print này có hai bên nhớ hai biến, một là n, hai là cái dòng chữ là gì, không là năm nhuận. Đó. Thì đây là cái chương trình ngắn để kiểm tra. Tôi có thể viết lại đây cho nó thêm cái comment đây, đó, thêm cái ghi chú đây là chương trình kiểm tra năm nhận. Đó, chúng ta có thể làm luyện tập ngắn như vậy đấy nhé. Đây là bài số 2 của hôm nay. Chúng ta chạy thử nhé. Chạy thử này, sử năm 2000 quả năm nhuận hay không, là năm nhuận. Chúng ta kiểm tra năm 2020 là năm nhuận đúng không? Chúng ta kiểm tra là 2100 không là năm nhuận. Để thấy thêm cái năm ở đây nữa cho nó yên tâm, lấy dụ đấy nhé. Đây chính là cái công thức để mà tính cái năm n có phải năm nhuận hay không, được chưa? Có rất nhiều bài tập mà liên quan đến cái lệnh if này, là lệnh các bạn biết rồi, rất quen thuộc rồi. Đây tôi chỉ nhắc lại một số cái quan trọng của cái lệnh if. Chúng ta nhớ lại là trong lệnh trong Python thì như này nhé, phép so sánh này là ví dụ là hai nhỏ hơn ba nhé, hay là hai nhỏ hơn hoặc bằng này, nhỏ hơn này, lớn hơn này, nhỏ hơn hoặc bằng thì ghi như thế này đúng không, lớn hoặc bằng thì như thế này, rồi là khác thì như thế này, khác bằng thì như thế này, bằng là hai dấu. Đây là những cái so sánh các số để tạo ra các biểu thức logic đúng không. Còn với các cái tấm của logic thường có tấm của n
Các con thấy em này đang làm một cái từ khóa đúng không? Or là một từ khóa hay là not? Not sử dụng. Not. Được chưa? Dạ. Được rồi, thế như là tôi vừa mới nói cho các bạn về cái lệnh ít rất đơn giản, các bạn đều cả biết cả rồi đúng không? Bạn nào vẫn nói nhỉ? Vẫn bạn nào vẫn không chịu tắt micro nhỉ? À, bạn Minh Chí đi, tôi tắt luôn bạn đấy nhá. Rồi. Bạn Chí là Minh Chí lại bật lên rồi. Vừa tắt xong là bật lên rồi. Trung chưa tắt kìa. Nha, yeah, Trung đâu? Mày không nhìn thấy Trung đâu cả. Trung chưa tắt này. À rồi, tắt rồi, tắt rồi. Ok, yeah, nha. Yeah. Thế đó là cái lệnh lệnh ít đầu tiên. Thế bây giờ tôi sang thế tiếp theo này. Là lệnh lặp, một cái lệnh lặp là lệnh rất hay dùng ở trong mọi ngôn ngữ chứ không phải trong mọi lĩnh vực cao, nhưng mà trong trong Python thì đặc biệt là hay dùng là lệnh for nhé. Thì các bạn ở trong C và trong for là for n bằng một tu gì tu bằng một tu m đúng không? For i bằng một tu k, for m for i bằng một tu tu 10 chẳng hạn, trong đu gì đó. Đó thì đó là cái biểu thức for của trong lệnh Pascal và C. Còn ở trong Python thì sao thì như này, rất đơn giản nhé. Ví dụ như tôi cần in ra các số từ 1 đến 10 hay từ 1 đến 9 làm như này. Đấy, for nhé, k không phải là bằng mà là in. Đấy, in và range, chúng ta dùng một cái hàm đặc biệt là hàm range, tôi nói sau nhé. Hàm range và mở ngoặc ra và mô tả, ví dụ như là tôi mô tả là một phòng, tôi hiểu, tôi để 10 trước nhé, 10 hai chấm. For i for k in range 10 là cái gì? Là cho k chạy từ 0 đến 9. Tôi nói sau nhé, các bạn hiểu nhé. Thì là nhưng mà range 10 tức là gì? Là chạy cho k chạy từ 0 đến 9 thì ta sau đó hai chấm xuống dòng. Họ và vẫn thuật vào như bình thường. Như vậy là lệnh for làm lệnh là sau cái cô là for k in range hay gì đó nhé. Có hay dùng nhé. Sau hai chấm một xuống dòng và với kỹ thuật vào, tôi sẽ print các cái số k này ra, và những chiếc nói là tôi muốn in k số này, tôi in 10 cái số này ra vào trên một hàng ngang, tôi dùng cái lựa chọn là n như này, là in ra có một xuống dòng là n bằng dấu cách là trên một hàng ngang đó. Như vậy là for k in range 10 nhé, là chạy 0 đến 9, n là bất kỳ, ví dụ n là 100 chẳng hạn, thì tôi biết là for k in range n anh chấm print là k n đó. Lên này sẽ in gì? Sẽ in ra là 100 số theo chiều ngang, cách nhau bởi dấu cách từ chiều ngang, và in ra một trăm số từ 0 đến 9 đến 99 đó. Như vậy là for k in range n chính là gì? Là tương đương với là for k bằng 0 tu n trừ 1 đó, được chưa? Enter này, đấy, in ra là từ 0 đến 99, các bạn có thấy rõ không? Đó, thì đó là cái, như vậy là trong cái lệnh for tối thiểu mà trong các cái trong Pascal và C hay dùng đấy, for k bằng một tu gì đó, thì tương ứng với nó là ở trong Python là for k in range, các bạn chú ý nhé, in range. Còn chúng ta đây các bạn thấy là cái từ for là màu xanh lá cây, nhưng for là một từ khóa, từ in cũng là màu xanh lá cây, thì chúng ta sẽ hiểu sau từ for thì in này sau ở phần sau. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu for k in range, nhấn mạnh nhé, for k in range n chính là tương đương với là Pascal là for k bằng 0 tu n trừ 1, được chưa? Thế bây giờ tôi mới hỏi lại, chỉnh sửa một chút. Bây giờ tôi muốn là cho k chạy từ 1 đến n thì làm thế nào? Thì làm như sau: for k in range 1 đến n thì là phẩy n cộng 1, được chưa? Như vậy là cái range này là nó có hai, ở đây là có một nhé, có một thôi thì là hiểu là từ 0 đến n, còn có hai tham số
thì tham số đầu tiên chính là cái điểm xuất phát và tham số thứ hai là điểm cuối cùng, vì n sẽ k sẽ từ 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 1 đến trước số này đến n thôi. Ta có thể in đây này, enter này, ta print k phẩy n in là muốn đi theo hàng ngang cho nó khỏi cho nó nhanh, chị biết tìm hàng nước phút nó bỏ n đi nó switch dọc dài các enter này đấy, nó in ra từ 1 đến 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 100 chưa, bây giờ từ 1 đến đến 100 đó. Thế như vậy đó là lệnh for, chúng ta nhớ nhé, chúng ta nhớ lệnh for này vì sẽ dùng rất là nhiều lần trong 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 sau này. Thì cái lệnh for này chính là cái lệnh for tương đương với là cái lệnh for bình thường đã gặp ở trong C và Pascal, được chưa? Đấy, như vậy là cái range là cái gì? Chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà range thì là chúng ta chú ý, nếu mà range thì có một tham biến thôi, ví dụ là 7. Thì hiểu là đây đây là một cái vùng range, mà thật ra là vùng là vùng từ 0 đến 6. Yeah, từ 0, nhưng mà đây là nó là n thì là nó là cái vùng từ 0 đến n trừ 1. Còn chúng ta muốn là cái vùng từ a đến b nào đó, yeah, từ 1 đến 10 chúng ta viết như này. Chúng ta từ 2 đến 9 thì chúng ta viết là 2 10, chúng ta từ 2 từ 2 đến 9. Như vậy là range nó có hai tham biến là start và stop. Thì như sau, ý nghĩa là như sau, ý nghĩa là gì, là cái range start stop là gì, là một cái vùng số liên tục bắt đầu từ start và kết thúc tại vị trí là stop trừ 1, được chưa? Và như vậy ta có thể tạo ra rất là nhiều những cái rất nhiều những các cái lệnh for khác nhau tùy ý mà ta có thể chọn được. Bây giờ lấy ví dụ một cái bài tập cho nhỏ là như sau, bây giờ chúng ta sẽ tính tổng một từ 1 đến n, bài tập như vậy thì làm như nào? Đây thì chúng ta sẽ làm ngay trên màn hình này, chúng ta sẽ có thể viết trình sau nhé. Đây tôi viết n cho nhập toàn phím n bất kỳ n 200 này, và tính tổng từ 1 đến n làm như nào? Đây làm như này, chúng ta tạo ra cái biến s là biến để tính tổng, đúng không? Tức là bằng 0, và tôi cho cái for k in range từ 1 đến n cộng 1. Tức là gì? Đây là cái vùng là chạy từ 1 đến n. Và sau đó chúng ta sẽ cộng dồn, ta là s bằng s cộng k. Thì như vậy đây chính là cái cộng với k. Cộng với k, được chưa? Thì sau lệnh này thì s chính là tổng từ 1 đến n. Enter này. Xong. Và tính SC đấy chính là 20.100, chính là tổng từ 1 đến n, được chưa? Đấy nhất, việc chúng ta sẽ làm bài tập này là nhập n từ bàn phím và tính và in ra tổng từ 1 đến n nhé. Tính một tập nhanh thôi, tính tổng 1 cộng với 2 cộng n, n là nhập từ bàn phím nhé. Rồi chúng ta làm nhanh này, n bằng này giống như hôm trước ra nhập n bằng int, đúng không? Int input nhập số n ở đây là phải có hai dấu này. Rồi chúng ta làm cho chúng ta là s bằng 0. Chúng ta có một lệnh for i in range từ 0, từ 1 tức là từ 0 phút tới 0 cũng thế thôi, từ 1 đến n cộng 1. Chúng ta gắn lệnh s thì bằng s cộng i, và chúng ta sẽ lùi ra đây là print tổng các số từ 1 đến phẩy n là phẩy phẩy s thì liền nhau nhé. Đây là có tổng các số từ một đến là một tham biến của print này, sau n là một tham biến nữa này,
xong chữ la là một tham biến nữa này, acid, như vậy mà cái lệnh pin in là 4 tham biến nhé, và các cái tham biến này khi in ra các nhau nó tự động các nhau mở rộng cách, và đây chúng ta không còn lệnh n bằng nữa, và vì hết lệnh nó sẽ xuống dòng đó. Thì đây là bài số, đây là bài số 3 của hôm nay nhé, bài 3. Ta sẽ thử nhá. Này, n là 10 chẳng hạn, thì máy là tổng số là 1 tới 10 là 55. Bây giờ tôi n bằng 1000 chẳng hạn. Đó là 500.500. Bây giờ cho n là 1 triệu thì nó ra cái gì nhá. Triệu cho hơi lâu một tí, 100.000. Tính ra nó rất là nhanh, được chưa? Thì đây là cái bài tập mà để chúng ta minh họa cho cái lệnh for thôi, cái lệnh for. Lệnh lập là lệnh lập với cái số lệnh lập là cố định, là cố định. Và khi trong lệnh for thì nói chung là chúng ta sẽ dùng cái hàm range, dùng cái lệnh range mà chúng ta chưa hiểu lắm nên chúng ta sẽ hiểu trong tương lai range là cái gì. Rồi, thế bây giờ các bạn sẽ hỏi tiếp này. Như vậy lập lệnh là for n bằng 1 tu gì đó thì là đi lên, thì việc nó đưa lùi xuống như nào? For trong lệnh Pascal có lệnh for bằng k bằng 10 đau tu n 1 thì là như nào? Thì nó rất là dễ, là như sau, là cái range là cái hàm range ấy, là cái điều range ấy. Thì là nó không những là nó chỉ có là start stop mà nó còn có một tham biến thứ ba nữa, nó là step, ba tham biến. Thì mặc định cái step là một, như vậy nó chỉ là nó chạy từ một, từ bước một n một nó cũng tăng dần lên. Nếu ta để step bằng trừ một thì nó sẽ giảm đi đó. Thì nếu mà step bằng trừ một thì nó sẽ giảm từ start xuống đến stop và nó dừng lại ở cái giá trị là stop cộng một. Nó là ví dụ là ví dụ tôi viết là range của ví dụ nhá, tôi viết như này, tôi viết là range 100 1 trừ 1 là đây là cái vùng là chạy ngược, chạy lùi là từ 100 về mấy nhỉ, về 2, về trước 1 nhá, vì là bây giờ nó ở phía trước stop, không nhớ nữa, nó phải chết stop là tôi để là một thì nó dừng ở hai, và bước nhảy là trừ một là đi lùi xuống, được chưa? Đó, thì đây là một cái chú ý nữa của cái hàm range, và đó chính là ứng với gì, tương ứng với cái lệnh for bằng n down to, tức là khi ta cần cho n giảm xuống thì đến là các bạn chú ý là trừ một nhé. Đó. Như vậy là cái lệnh tổng quát của range là rất là hay, là gì, tổng quát của cái lệnh range là nó là start này, phẩy này, stop này, bao giờ là nó từ start nó đi đến trước stop thì dừng lại, còn step nó có thể là một, có thể là trừ một, thậm chí nó có thể là hai, có thể là ba, mức nhảy là 2-3 thoải mái. Như vậy là cái lệnh range là lệnh rất là mạnh, được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ làm một cái bài tập như này nhé. Bây giờ đây, bây giờ tôi cần tính tổng của các số lẻ nhỏ hơn 100, thì có làm được không? Làm được nhé. Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn 100, làm ngay đây thôi. S này cho bằng 0 này, và tôi cho lệnh for k in range 1, bắt đầu số từ 1 nhé, và nhỏ hơn 100, và số bước là 2. Thì không phải là k chạy từ 1 đó, tăng 2 là lên tăng 2, nhưng k 1 sẽ là k 1, 3, 5, 7 cho đến cuối cùng là 99. Thì đây chính là tổng của các số lẻ 100, được chưa? Ta có S bằng S cộng với k, được chưa? Và S ở đây, như vậy là 2500 là tổng các số lẻ, tổng các số lẻ từ 1 đến 99, được chưa? Đấy, bạn nào tắt video đi nhá. Ai nhỉ? Được chưa? Thì đó là cái như vậy là đây là cái range, cái range là cái hàm rất là hay. Nó là tổng quát, nó là gì? Nó là range là start, bắt đầu nhá.
Start. Tab. Và stop là vị trí. Vị trí nó kết thúc, nhưng mà không bao giờ cái biến đó nó chạy đến stop mà nó phía trước stop. Và sau đó là step. Step là một số bất, là một số bất cứ kỳ, là số nó có thể là nó là âm và là dương. Đấy, thì đây là cái biểu thức tổng quát của phrase, được chưa? Chúng ta có thể là bài tập là tính như tổng các số lẻ, tính tổng các số chẵn, đúng không? Ở trong kia hay là thậm chí có thể trong kia là tính tổng tất cả các số là bội của ba trong khoảng từ 1 đến 100, hoặc là có thể là ta nhảy ba bước, từ ba ta nhảy ba bước thì gọi là bội ba không? Lấy như vậy nhé. Nhưng mà cái hàm range là cái hàm như thế. Như vậy là tôi lệnh tổng quát các em bây giờ là như vậy là for k in range cái gì đó, thì đó đây chính là cái lệnh for bình thường ta đã biết trong tổng quát ở từ cái C và Pascal sang Python, nó là hoàn toàn tương tự, không khác gì cả, rất là dễ hiểu. Chỉ khác là nó không có là k bằng một tu gì đó, mà là k for k in range nhé. Mà chú ý là sau cái lệnh in range, sau đó phải hai chấm xuất đồng vào cái thuật vào. Sau đó có thể giúp này có rất nhiều lệnh thuật vào, có thể một lệnh, hai lệnh, ba lệnh thuật vào. Và tất cả thuật vào đó là phải thẳng hàng. Và mặc định là thuật vào là 4 space. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể để là 3 space, 2 space, nhưng vẫn buộc phải là tối thiểu là 1 space nhé. Đó, thì đó là cái lệnh for. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái lệnh nữa. For các bạn đã hiểu chưa? Đã hiểu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang lệnh nữa, lệnh lặp và có điều kiện. Đó chính là lệnh ngoài. Lệnh ngoài là như sau, rất đơn giản. Là why. Sau why là điều kiện. Đó. Là điều kiện. Là một cái biểu thức logic. Sau đó là hai chấm và xuống dòng. Và các lệnh. Thì máy sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu mà đúng thì máy sẽ chạy. Còn nếu mà điều kiện là sai thì máy dừng lại. Và chuyển sang lệnh tiếp theo của lệnh ngoài, được chưa? Đấy, bây giờ tôi làm thử một số bài tập liên quan đến for và why nhé. For và why. Bây giờ tôi làm một bài tập nhỏ là lệnh lập mà để ra ta tính cái lệnh why nhé. Sẽ có những bài tập liên quan đến for và why ở đây. Tôi sẽ làm một bài tập như thế này nhé. Bây giờ như sau này, tôi làm bài tập này. Bây giờ bài tập sau tôi cho trước số n và tôi kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không, được chưa? Còn bài tập như vậy, kiểm tra xem n có n là nguyên tố hay không nhé. Bài tập rất là cổ điển, nguyên tố hay không nhé. Thì bài này có nhiều cách làm lắm. Thì một trong cách làm gì là chúng ta sẽ đếm các cái ước số thực sự của n, ước số thực sự của n nhé. Nếu mà n là tổng ước số thực sự của n tính đếm các ước số thực sự của n tính cả một nhé. Thì nếu mà số ước số thực sự của n mà là bằng 1 thì n là nguyên tố. Còn nếu mà số ước thực sự của n mà lớn 1 thì n là hợp số, n không là nguyên tố, được chưa? Tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi làm ngay trên màn hình này cho dễ nhé. Ví dụ n tôi cho nó bằng, tôi cho bằng, ví dụ cho là 11 chẳng hạn. Tôi làm này như sau nhé. Tôi dùng cái biến là biến cao để tôi đếm số các ước số thực sự của n nhé. Và tôi dùng lệnh sau for. Tôi for k chạy in range từ 1 đến n trừ 1. Đây này. Từ 1 đến n trừ 1 nhé. Đấy, kiểm tra if k là ước của n thì tăng cao lên một đơn vị. Nếu mà n lấy thương lấy số dư của k mà bằng không, tức là nếu k là ước của n thì sao, thì ta tăng cao lên một đơn vị, tăng cao lên một đơn vị, cao lên một đơn vị, được chưa? Đấy. Và tôi kiểm tra là
Rồi tôi kiểm tra trong cao nó là mấy của cái thằng này. À, là nó là một, vậy suy ra là n là nguyên tố. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm chương trình như vậy, tôi đây làm trên trên đấy thôi. Bây giờ tôi viết chương trình nhé. Chương trình là như sau này. Tôi sẽ nhập từ bàn phím một số n. Bảng số 4 đi nha. Bảng số 4 là kiểm tra. Kiểm tra xem n n là nguyên tố hay không. Mà chúng ta sẽ nhập n từ bàn phím. Được. Rồi, n này bằng này in này. Input này. Nhập số tự nhiên n. Rồi, và ta kiểm tra nhé. Là như sau, chúng ta dùng lệnh cao biến cao thì làm bây giờ biến cao là bằng là đầu tiên là bằng 0, sau chúng ta sẽ kiểm tra for k in range là 1 n. Đấy. K trừ từ 1 cho đến n trừ 1. Cái này nó tổng quát hơn cả với n 1 thì nó không không là nguyên tố. Với n nhé. Rồi chúng ta kiểm tra này if này, if n nếu k là ước của n thì tăng k một, được chưa? Thế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lùi ra và chúng ta sẽ làm cái lệnh if nữa, if cao bằng một thì thông báo green. Thông báo green là số nguyên tố, n là nguyên tố. Được chưa? Ngược lại, else thì print n không là nguyên tố. Không là nguyên tố. Bài này đơn giản như vậy thôi nhé. Chúng ta lưu về là bài 4 đấy. Các bạn nhắc tôi như là lần này đúng là tôi sẽ hết 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 cái lớp học, tôi sẽ gửi tất cả các cái tập này lên 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 để cho các bạn có thể tải về các bạn xem lại nhé. Xem cái gì này đỡ các bạn đỡ đỡ phải gọi lại. Đây mình sẽ thử nhá. Đây. Ví dụ từ N tôi gọi là 9 thì máy báo là N không là nguyên tố. Và tôi chữ nhập n bằng bằng 7 thì máy báo là n là nguyên tố. Đừng nhập n số lớn hơn nhé, 1001 máy báo là n không là nguyên tố. Đấy. Được chưa? Thì đây là một cái ví dụ thôi, ví dụ của cái em này, chúng ta đây là dùng lệnh for, vừa lệnh for và lệnh if ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một tập khác để dùng cả lệnh for và lệnh while nữa, chúng ta sẽ thấy nhé. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Bài tập số 5 là như sau. Dạ thầy ơi, cho em hỏi. Ừ. Mà ví dụ ở số 1 có sao thầy? Cái gì cơ? Ví dụ N là số 1. Nó không là nguyên tố. Dạ. Nó vẫn còn là cái này hay là nó. Vì là nếu nếu N một nhá thì cái hàm đây là hàm là rộng. Rộng không thì Dạ nó cái này nó không nhận. Không nhận, là cao lên nó là cao luôn, nó không. Cái này rồi, dạ rồi, dạ, dạ cảm ơn thầy. là bài này tổng quát luôn cho cả đường một luôn nhé. Dạ. À, chú ý là range n1, nếu mà n này mà là bằng 1 thì là cái range là rộng thì nó không, cái lệnh for nó không hiện, được chưa? Rồi thì chúng ta làm bài tập như sau đây này. Bài tập là cho bài tập khác, bài tập này cũng dùng để có thể kiểm tra được là n là nguyên tố hay không, là chúng ta cho chữ n và cần phải in ra, thì ví ra là cái ước số cái ước số cái ước số một nhỏ nhất của n, em về là em một luôn là ước của n đúng không nào? Bây giờ tìm ra cái ước số mà nhỏ nhất mà một của n, bạn đã hiểu chưa? Nếu nhập vào hai thì đáp số nó sẽ là 2, nhập là 3 đáp số nó sẽ là 3. À, nhập làm
và nhập là 4, đáp số sẽ là 2. Tức là cái ước số mà là để tôi tính xem như thế này, tức là số chữ n này chỉ ra một cái ước số nhỏ nhất mà khắc 1 của n. Vấn đề là tôi cần một tính ra nó là khắc 1 nhé, khắc 1 của n đó. Với n với n bằng 2 thì nó là 2, với n bằng 10 thì nó là 2, với n bằng 9 thì nó là 3, với n bằng 12 thì nó là vẫn là 2. Tìm ra cái ước số rồi, bây giờ như sau. Bây giờ mình tìm thấy nó có thể có ý nghĩa nhé. Đây, bài đây là bài số mấy? Bài số 5. Bài số 5 là gì? Bài số 5 là cái bài như sau, là tính cái ước số. Cái đề bài này có ý nghĩa ngay sau đó. Ước số khắc 1 nhỏ nhất như là với n bằng 1 thì không tính nhé, thì nó coi ta bài ta phải làm n bằng 2 trở lên, với n bằng 1 chúng ta bỏ qua, với n bằng 1 thì nó chính là 1. Với n khắc tính ước số khắc 1 nhỏ nhất của n đó. Bài này chỉ áp dụng cho n lớn, m lớn 1 thôi, n 1 thì tôi không tính nhé, được chưa? Đó, thì bài này vì số 1 đặc biệt tôi không tính, n bằng 2 trở lên đó, được chưa? Thế bây giờ cách làm như sau này, đây cũng như vậy, n bằng tôi có thể tôi có thể copy lại như sau, sau này tôi copy lại cho dễ. Đây, copy lại cái này, nhập một số n đỡ phải. Phải tập lại nhé. Rồi thì tôi tính ra, tìm ra cái ước số, bài này phải tính mà tìm ra cái ước số khắc 1 nhỏ nhất của n, tức là tôi sẽ phải nhập vào n là yêu cầu nhập n là một số lớn hơn 1 lớn nhé. Tôi coi là như vậy đi, ghi ra này là bài, đây là bài 5 nhé. Thì bây giờ tôi sẽ dùng lệnh for đó là lệnh ngoài. Tôi sẽ cho k bằng 1 và tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ tăng k lên một đơn vị cho đến khi nào mà là k là ước của n thì ta dừng lại nhé. Thì ta dừng lại đây thì làm như sau này, k bằng 2 chứ nhỉ, vì ta luôn là số khắc 1 mà, k bằng 2 thì y là gì? Y là n chia cho k khác 0 đó. Chừng nào mà là k còn là chưa là ước của n thì tôi tăng k lên một đơn vị, và tất nhiên cái vòng lặp này vòng lặp này nó dừng lại khi nào? Vòng lặp là vòng này nó dừng lại khi mà k là ước, khi mà k là ước của n thì nó dừng lại, được chưa? Đấy. Thì khi k là ước rồi là dừng lại, và như vậy k chính là cái ước số khắc 1 nhỏ nhất của n. In này, tôi print ra k. Print là ước khắc 1 nhỏ nhất của n của n là phải k. Đấy, được chưa? Thì đó là cái bài này các bạn các bạn có hiểu không nào? Đơn giản thôi mà, ai vào nhỉ, tôi không thấy gì đâu. Đây nhá, nhắc lại này, cho k bằng 2 và tôi tăng k lên 1 cho đến khi mà k là của n thì dừng lại. Thì có phải là tôi dưới để tôi k chạy từ 2 trở lên mà, cho nên suy ra k chính là cái số khoách 1 nhỏ nhất của n. Và in ra. Đó. Nhé. Tôi chạy thử xem đúng không nhé. Để các bạn chạy thử này. Đây. Với n bằng 3 thì nó chính là 3. Với n bằng 10 thì nó chính là 2. Với n bằng 15, với n bằng
15 thì nó chính là gì? Nó chính là 3 với n, nó chạy thử với n bằng bằng là 49 thì nó chính là 7. Được chưa? Thì cái bài này là như thế nhá. Như vậy đây là cái bài là gì? Là tìm ước số cột nhỏ nhất của n. Với là n lớn bằng 2. Đấy. Thì chúng ta thấy là thì mà thì các bạn thấy là n, vậy n sẽ là nguyên tố khi và chỉ khi cái gì nhỉ? N là số nguyên tố khi và chỉ khi là k chính bằng n. Còn khi k nhỏ hơn bằng nhỏ n thì n không là hợp số. Như vậy đây là một cái bài tập khác có thể chúng ta dùng để mà gì để mà tính cái em để mà tìm cái em tìm cái điều kiện n là nguyên tố và cái thuật toán này còn nhanh hơn là thuật toán là tính tổng các số thực sự của n là bài này nhé. Tại vì bài 5 tôi bị CVS sang cái bài 6 là cái bài một thuật toán khác để mà kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không. Được chưa? Bài 6 đi. Đấy, đúng không nhỉ? Đấy nhá, cái điều chúng ta làm như này. Tôi làm tổng quát này. Nếu mà n bằng 1 thì thao tính n 1 thì chúng ta coi như là không nguyên tố theo giả thiết. Thì với n bằng khác 1 thì n lớn bằng 1 lớn hơn 1. Chúng ta làm cái này. Đấy. Thì chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ tôi có thể sửa lại đi một tí nhé. Đây. Kiểm tra như sau này. If nếu mà n mà bằng 1 thì tôi coi như là không là nguyên tố và tôi sẽ báo ngay. Tôi sẽ báo ngay là print n phẩy không là nguyên tố theo định nghĩa nhé. Vì theo định nghĩa chúng ta là số 1 thì không coi là số nguyên tố. Được chưa? Đó. Thế bây giờ else. Đây, L này. L là gì? L là trường hợp n lớn hơn 1. Thì chúng ta làm như này, chúng ta kiểm tra. Đây, chúng ta cho k bằng 2 này, cho k bằng 2. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra 1 2 3 4. Được chưa? Cái này. 1 2 3 4. Và cái này tôi mở cái này đi. Thì sau cái lệnh này đây như vậy trong 6L nó có lệnh nhất này, lệnh thứ hai này. Thứ hai là chúng ta sẽ đoạn này này là chúng ta tìm ra cái số khác một nhỏ nhất của n. Thì sau lệnh này nếu mà là k mà bằng n thì là nguyên tố, ngược lại k không là nguyên tố nhé. Ta là if k bằng n thì thông báo print thông báo n phẩy là số nguyên tố. Ngược lại, đây, ngược lại chúng ta vậy. Enter này 1 2 3 4 else thông báo print thông báo n phẩy không là nguyên tố. Không là số nguyên tử. Được chưa? Đó. Thế đây là một cái bài toán là mà tìm mà làm bài toán khác là kiểm tra số nguyên tử. Theo một toán khác, nhanh hơn kiểm tra số nguyên tử. Nhé, nhắc lại này. Sẽ gọi xem lại cái này nhé. Đây. Đầu tiên là nhập n từ bàn phím này. Đấy. Sau đó ta kiểm tra tổng quát luôn này, nếu n là 1 thì ta thông báo ngay n không là nguyên tố, còn nếu m lớn 1 chúng ta mới kiểm tra, chúng ta sẽ tìm ra cái ước số khác một nhỏ nhất của n, ta cho k bằng 2, ta cho tăng k lên một đơn vị cho đến khi nào mà k là ước của n ta dừng lại. Đấy, y n chia cho k khác 0 thì ta có tăng lên, như vậy suy ra nếu k n mà số dư của n chia k bằng 0 ta dừng lại. Và sau cái chuyện sau đoạn này thì k chính là cái ước số khác một là nhỏ nhất của n, được chưa? Thì nếu mà k bằng n là nguyên tố, ngược lại nếu k nhỏ hơn hẳn n thì là n không là nguyên tố, thì n có một ước số thực sự khác n và lớn hơn bằng 2. Đấy, vì chúng ta chạy thử xong đúng không nhá, ta chạy thử một vài cái lệnh này. Đây, với n bằng
45 chẳng hạn, N không là nguyên tố, ta thử kiểm tra cái bài khác. N bằng 37 chẳng hạn, 37 là nguyên tố. Chúng ta tìm một số khác, số 101, N là nguyên tố, được chưa? Đấy, nhưng mà đây là cái bài, một cái bài khác, một cái bài khác bằng kiểm tra số nguyên tố nhanh hơn. Đấy, vì chúng ta không cần cái bài trước chúng ta phải cho ca chạy từ suất từ 1 hay đến n trừ 1 xong kiểm tra, nhưng mà phải phức tạp của nó là phải kiểm tra n lần. Hồi này ta nhanh hơn. Mọi người đã hiểu chưa? Nhưng cái bài này là cái bài nếu mà dạy cho sinh bình thường nó hơi khó, nhưng các bạn đều giáo viên tin học cả, tôi đưa cái bài này ra cho nó hay hơn một chút nhé. Như vậy đây là một cái bài tập để chúng ta có thể thực hiện được cái lệnh ngoài. Bằng lệnh while này là nằm bên trong cái chỗ else này. Đấy, nhưng mà nó tương đối phức tạp chút nhé. Đó, mọi người đã hiểu chưa nhé? Được chưa? Đây là chúng ta vừa làm quen với tôi vừa mới nói với các bạn về lệnh while, lệnh for, lệnh if. Tất nhiên là nó còn xung quanh ba cái này thì có rất nhiều bài tập khác nhau, được chưa? Tất nhiên rất nhiều luôn đấy nhé. Ví dụ như này, vì tôi là làm thêm bài tập nữa cho nó vui, là vì chúng ta sẽ tính thử chúng ta biết là cái số số e là 1 cộng 1 trên n, đúng không? N biết n với n tăng lên là vô hạn, thì cái này nó tiến đến e. Bây giờ chúng ta thử làm bài tập là tính xấp xỉ số e đó. Vì chúng ta muốn là tôi muốn tính là như sau, tính là tính phỏng, tính ở tính 100 hay là 1000 cái số này xem ra là bao nhiêu nhá. Giờ tính cái bài tập này hay tôi muốn in ra cũng như nó tính như đơn giản, thì tôi chỉ việc biết là ví dụ biết là 1 cộng 1 trên 100 và sau đó là mũ 100 thì nó ra ngay cái số của chúng ta, đúng không, là 270. Tôi muốn in ra, tôi muốn in ra cái dãy đó xem là cái giới hạn của nó là như thế nào. Thì tôi muốn khi in ra tôi muốn làm như sau, là tôi muốn ở trong Python nó có cái hàm round. Nếu mà ta để như này, ta để là 1.23 như này thì nó là hạn, nó làm tròn. Nhưng mà hàm round nó có cái tham biến nữa, hàm round, đúng không? Hàm round là 1.3 như này, nhưng mà ta có thể làm tròn số đến hai chữ số sau thập phân. Đấy, nhưng mà cái hàm round nó có hai tham biến. Tham biến nhất là cái số cần làm tròn, tham số thứ hai là số chữ số sau thập phân mà ta cần làm tròn. Đấy, thì ta enter sẽ ra là 1.22. Vì chúng ta dùng cái hàm round này để chúng ta tính cái giới hạn. Đây, này. Mình ta để này nó dài quá, đúng không? Để cho nó dài quá tôi muốn ngắn gọn lại, tôi chỉ tính là bốn số sau dấu phẩy thôi. Rồi, chúng ta làm nhá. Chúng ta làm ngay ở trên này thôi, không cần phải gì cả, làm ngay trên này. Được chưa? Đây, rồi. Bây giờ cho n bằng 100 chẳng hạn. 100 nhá. Rồi, for k in range 1 n cộng 1. Thật ra là được chưa? Và tôi print luôn ra, hay có thể biết tôi biết là x thì bằng cho nó thích nhé, x thì bằng là 1 cộng 1 chia cho k tất cả mũ k, tất cả mũ k, được chưa? Mũ k, sau đó tôi print là dùng cái hàm round cho nó đỡ mất, hàm round x, và tôi muốn để là 3 số sau số thập phân thôi nhá. Và tôi n cái trừ một hàng ngang cho nó sẽ như này. Được chưa? Rồi. Hàng for này sẽ chạy in ra là 200 số luôn. Từ 1 đến n cộng 1 mà là từ 1 đến n in ra 200 số luôn.
và chúng ta sẽ biết là như vậy nó tiến giới hạn từ cái e này như thế nào. Enter này. Đấy, các bạn thấy không nào? Cuối cùng của nó là 2.712. Các bạn thấy là như vậy là cái bài này là cho học sinh dạy toán của cấp 3 là cho học sinh biết là cái tiệm cận giới hạn là tiến số e như thế nào. Rất là hay. Đấy, cái bài này mà giáo viên toán nào mà cho dạy cho học sinh cái đoạn này cho học sinh xem, học sinh sẽ rất hiểu thế nào là giới hạn dãy số, được chưa? Mọi người hiểu chưa? Nhưng mà đây chính là lệnh for. Và các bạn biết thêm lệnh là round nữa, round là lệnh làm tròn, là lệnh có sẵn ở trong Python. Được chưa? Thằng làm tròn. Đấy, thì như vậy là đó là lệnh for. Bây giờ tôi đã thêm một chút nữa cái lệnh for. Thực ra lệnh for nó có một cái thuộc tính, tức là cái lệnh là trong khi chúng ta đang lập for mà chúng ta muốn dừng lại thì có lệnh là break, giống như là hệt như là Pascal. Thì cái lệnh break đó là nó sẽ dừng lệnh for và nó thoát ra khỏi lệnh for mà chạy lệnh sau lệnh for. Lệnh thứ hai nữa là cái lệnh là continue, là chúng ta đang lập for mà chúng ta muốn dừng lại phía sau mà quay về vào đầu là continue. Thì như vậy là trong là vòng for nó có hai lệnh là break và continue, giống hệt như là C và Pascal. Nếu ngoài cũng vậy, thì lệnh ngoài lệnh lập có lệnh là break và continue. Như vậy là cái từ khóa cái lệnh là break continue là cái lệnh mà giống hệt như mọi ngữ lập trình khác, là cái lệnh để điều khiển cái vòng lập. Nhắc lại lệnh break là lệnh để dừng vòng lập ngay tức thời và chuyển sang lệnh tiếp theo. Còn lệnh continue là dừng lại, không chạy tiếp cái lệnh ở cái phần tiếp theo của lệnh lập mà quay về vòng lập tiếp theo. Thì đó là lệnh continue nhá, thì các bạn chú ý. Thì đây tôi có thể là mô tả phải cái lệnh break nhé. Ví dụ tôi sẽ in ra là in ra làm là các số là nhỏ hơn 1.000, nhưng mà tôi sẽ dừng lại ở cái số đầu tiên mà chết cho 70 chứ. Tôi lấy ví dụ thôi, cái bài tập như vậy. Nếu n là 70 thì dừng lại, mà tôi lệnh chúng ta là lệnh là in ra một số to hơn, ví dụ là k, for k in range có thể rất lớn đúng không? Là như này chẳng hạn. Được chưa? Tôi muốn in ra, tôi muốn print k ra, print k n bằng in. À không phải như này, đây nhá. Print. Được chưa? Sau đó tôi kiểm tra. À, xin lỗi, chỗ này là phải đóng ngoặc. Rồi, đó là if k lớn hơn 7 thì tôi break. Break là một từ khóa. Continue là một từ khóa, break là một từ khóa. Như vậy là đây là lệnh thứ nhất của vòng là for đây. Còn đây là lệnh thứ hai của vòng là for là lệnh này. Đó, thì máy nó chỉ in ra đến 70 thôi. Đến 71 thì nó dừng lại. Đúng không? Đây này. Nghe nhé. 70 thì nó không dừng lại. 71 thì nó mới dừng lại. Bởi vì k lớn này, nếu mà delta k lớn nó bằng 70 thì nó để k ít k lớn bằng 70. Cho nên 71 thì nó dừng lại. Thì lấy ví dụ của một lệnh là break như vậy thôi nhé. Được chưa? Được rồi. Như vậy là với ba cái lệnh là lệnh if, for và while, chúng ta có thể làm rất nhiều bài tập rồi cái phần này. Được chưa? Đấy, như vậy là tôi vừa trình bày có lẽ là xong cái phần cái chương 3. Thì bây giờ vì chúng ta sẽ phải tranh thủ thời gian. Mọi người đã hiểu không ạ? Nhé. Bây giờ tôi sẽ nói sang luôn chương 4. Chương 4. Vì chúng ta tất cả tôi chỉ bận lớp này, tôi chỉ dạy là thật lên lớp là 12 buổi thôi, mà chúng ta đây là chúng ta là có 16 chương. Tôi định trừ đi một chương, trừ đi hai chương, nhưng gọi là 14 chương. Cho nên là 12 buổi cũng thể dạy được 14 chương, tôi sẽ phải dạy dồn lại. Thậm chí ở số chương ở giữa rất là nặng, một chương có thể dạy trong vậy trong 2 buổi. Cho nên cái phần đầu thì nó dễ hơn, tôi sẽ đi nhanh hơn.
Thì đến cái phần hôm nay đến phần bây giờ là nói chung là cũng dễ hiểu, cũng là đều lại cái mà các bạn thấy nó rất là giống với Pascal hay là C. Tất nhiên là cái lệnh if, lệnh for và lệnh while là nó khác, rất là khác. Nhưng mà nó chỉ khác câu lệnh nữa thôi. Khi các bạn làm quen rồi các bạn thấy là nó chính là cái cũ gì cả. Rồi thưa chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là nói về hàm. Nó luôn này, hàm là một thứ vô cùng quan trọng của Python. Python cũng giống như là đối với C là gì cũng như là hàm, cần đạo thì cái bất cứ gì đều là hàm cả. Quan trọng luôn. Nên là cái hàm là một trong những cái phần trọng tâm của chương trình. Trong chương trình lớp 10 nhé, tin học lớp 10 trong tương lai thì cái chương trình, toàn bộ cái chương trình tin là 38 tiết. Lớp 10 tương lai thì nó sẽ chia làm 3 phần. Chia làm 3 phần là như sau. 20 tiết đầu là phần gọi là lập trình cơ bản. Cho nó có tất cả những phần liên quan đến các lệnh lập trình như là if, như là while, như là for, rồi là cái cấu trúc sâu ký tự, trúc về dãy là sao dãy. Sau đó là sang phần sang có 8 tiết dạy về hàm số. Và sau 8 tiết là 10 tiết sau cùng là dạy về gọi là gì, kiểm soát lỗi và kiểm thử và kiểm soát lỗi. Thì nó có 8 tiết, thực chất ra là tôi không hiểu rõ là người là chắc là họ thiết kế cái chương trình đó nó giống như cái kiểu cái chương trình lớp 10 bây giờ đấy. Chương lớp 10 bây giờ là cái phần hàm số trình con là nó chiếm một cái chương nhỏ trong chương trình. Nhưng mà đối với Python theo tôi biết ấy, là hàm số là cái rất quan trọng và ta sẽ dùng thường xuyên ở trong chương trình. Rồi, thì như ở trong cuốn sách này tôi biết tôi đẩy cái hàm số lên trên. Vì sau này sang cái phần sau khi mô tả về lớp này, mô tả về các kiểu dữ liệu thì chúng ta dùng đi dùng lại cái hàm số này, cho nên tôi viết cái phần hàm số để lên trước. Rồi hàm số là như sau nhé. Thì hàm số ở trong nó là một cái định danh mà chúng ta có thể tạo ra, nhưng nó là một lệnh mới, nhưng một cái hàm số mới, được chưa? Thì hàm số ở trong Python thì nó cũng giống như là đối với Pascal, thì người ta chia làm hai loại hàm. Một cái hàm mà không trả lại giá trị gì cả như là một cái lệnh thì người ta gọi đó là hàm void. Còn một loại thứ hai là hàm số mà trả lại giá trị thì chúng ta gọi đó là một hàm số. Như vậy là hàm void là thực hiện như một cái lệnh, và hàm trả giá trị thì coi như là một cái hàm, được chưa? Đó thì chúng ta đã biết gì, chúng ta hiện nay chúng ta đã biết cái hàm này này, chúng ta đã biết cái hàm là hàm input, đã biết rồi, hàm này học rồi. Hàm input là cái hàm mà trả lại giá trị là một số ký tự nhập từ bàn phím, được chưa? Trả lại giá trị là một số ký tự. Hàm thứ hai chúng ta học là hàm print. Hàm print là cái hàm mà để dùng để in ra và không trả giá trị thì nó là một lệnh. Đó. Thì đối với những cái hàm mà gọi là hàm void đó thì chúng ta kiểm tra nhé. Đây, chúng ta kiểm tra. Mình chúng ta đặt là x gì bằng print 1. Vậy lệnh x print là một là lệnh này không lỗi nhá. Mặc dù print là một lệnh, vì là print là một hàm void, không phải là một hàm giá trị, nhưng ta để x bằng print vẫn được. Tôi kiểm tra xem là cái time của x là cái gì. À, hóa ra là nó vẫn làm kiểu dữ liệu các bạn ạ. Nó là kiểu dữ liệu gì? Non type. Đó, như vậy là nó vẫn là class non type. Như vậy là x gì? Khi mà tôi miêu tả dùng lệnh print, hay là nôm na là tôi gọi một cái hàm đó là hàm void, thì nó vẫn có giá trị, vẫn thuộc một kiểu giá trị. Kiểu giá trị đó chính là non type. Đó, các bạn chú ý nhé, non type. Bây giờ tôi print x ra, in được không? In được là non. Đấy, thì các bạn chú ý như vậy là non type là cái gì? Như vậy chúng ta phải làm điều 1.2 là non type là một kiểu dữ liệu không kiểu gì, non type không kiểu gì cả. Và giá trị của kiểu đó chỉ có một giá trị thôi là non. Như vậy non cũng là một từ khóa, non là một từ khóa của Python, nhưng mà chúng tôi có thể gán là a bằng non. Non. Có thấy chưa? Cái năn này là năn, các bạn thấy thành một xanh lá cây không? Nó chính là
nó chỉ là một từ khóa đấy. Như vậy là năn, cái từ năn ấy, nó là một cái dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu là năn thai đấy. Thì cái năn này nó đóng trò rất quan trọng, nó giống như là nin hay là nun ở trong C, trong Pascal. Chúng ta thấy sau này các bạn thấy là nó dùng rất là nhiều trong rất nhiều chương trình, là phải dùng cái năn này nhé. Năn này là những cái gì mà khi mà nó không trả lại cái gì cả, nó không là nó có hẳn một kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu khung kiểu gì, thì nó chính là năn thai. Tên của nó, tên kiểu dữ liệu là năn thai. Còn là còn là cái dữ liệu đó là gì, là năn, thì các bạn biết không? Như vậy là cái đối tượng là integer thì nó rất là in, thì nó rất nhiều là các integer. Kiểu dữ liệu là thực float thì nó có vô, nó có hàng rất nhiều các số thực. Kiểu dữ liệu là logic chỉ có hai giá trị thôi, là true và false. Kiểu dữ liệu là năn thai có một giá trị thôi, là năn. Thì các bạn chú ý nhé. Mình quay lại cái hàm này. Thưa, chúng ta xác định hàm. Thì hàm là cái gì? Hàm là cái như vậy, chúng ta có thể định nghĩa hàm rất rất đơn giản, và chúng ta sẽ dùng nó ở trong mọi nơi một lúc. Hàm được định nghĩa một lần và dùng nhiều lần. Thì đó, khi ta mô tả hàm thì chính là các chương trình con đấy. Thì một chương trình của chúng ta, một cái bản thân, có thể ta định nghĩa nhiều hàm, rất nhiều hàm, và phần định nghĩa chính nằm phía dưới nhỏ thôi, và chúng ta gọi đấy là chương trình là có cấu trúc. Thì những cái cấu trúc của chương trình mà viết hay ấy, là một chương trình viết có cấu trúc bao gồm có là nhiều chương trình con hay là cái chính là có cái hàm, được chưa? Cái này chúng ta, các bạn đã biết rõ rồi ở trong C và Pascal rồi. Cái này nó sẽ y hệt như vậy áp dụng cho Python, y hệt như vậy luôn, không khác một tí gì cả. Còn chúng ta bắt đầu làm định nghĩa hàm nhưng rất rất đơn giản. Chúng ta định nghĩa tính cái hàm đơn giản nhất này, thì định nghĩa hàm như sau. Chúng ta phải có một từ khóa là def là một từ khóa. Đây là từ khóa để xác định nghĩa cái hàm. Sau def là tên của hàm, tên hàm nhé, ta lấy tên hàm. Tên hàm nó là một định danh, giống như là tên biến ấy. Đó là gồm là làm cái số ký tự mà bắt đầu phải bằng là số, à sự bằng chữ hoặc là gạch gạch dưới, và nó chỉ cho phép là chứa số và chữ câu và dưới, không có dấu cách, không có các ký tự đặc biệt khác nhé. Tên hàm, sau tên hàm là chúng ta sẽ mở ngoặc, đóng ngoặc, và trong tên hàm này là mô tả các cái tham biến hay các cái biến nhớ được truyền vào trong hàm. Đó. Thì sau tên hàm là chúng ta sẽ enter xuống dòng, và phần mô tả của hàm là viết thuộc vào, giống như với if, like while, like for, được chưa? Đây, ta làm một kiểu nữa. Thì ta đặt một cái đặc số là f, mở ngoặc đóng ngoặc như này. Nhưng mà đối với hàm này, hàm đơn giản nhất là không có tham biến, xuống dòng, và đó lại là print 1, được chưa? Đó. Thì bây giờ là f là một cái hàm số. Định nghĩa xong, và tôi chạy nó này. Khi chạy thì tôi phải viết rõ như này, tôi phải viết rõ là f mở ngoặc đóng ngoặc khi tôi mô tả chạy một cái hàm, được chưa? Đó, chạy như vậy, chạy hàm này là nó gọi là tương đương gọi là print 1 ra đây. Đây, khi tôi chạy là tôi viết là f, vậy tôi viết thử x gì bằng f, được không? Được, đi ra mình và tôi kiểm tra cái time của x năn thai. Như vậy là nếu f là cái void, là cái hàm void, là hàm không trả giá trị gì cả, thì là năn thai, giống như lệnh print, giống như lệnh f là một lệnh đây, được chưa? Thì tôi đi nghĩ tiếp cái hàm nữa là hàm có trả giá trị, thì làm như sau: f g đây. Trả lại giá trị là gì? Đấy, trả giá trị là tôi return cái hàm mà trả lại giá trị, là trong đó phải có một cái dòng chữ là return, có thể có một nhiều chỗ nhưng vẫn phải có cái dòng chữ đó. Khi chạy dòng chữ đó, return là một từ khóa, thì máy sẽ trả lại giá trị và thoát ra khỏi hàm. Return là 12 chẳng hạn. Thế bây giờ tôi có thể là gì, tôi viết là a bằng g như thế này, enter, và a chính là 12, a chính là 12, được chưa? Và đây là cái như vậy, cái hàm g này là trả lại giá trị là gì, là số 12, nhưng trả lại là kiểu số nguyên, trả trị là kiểu số nguyên, nên phải có return, đúng không? Tôi có thể viết cái hàm phức tạp hơn, def gg chẳng hạn, như này, hai chấm, đúng không? Hai chấm dòng này, tôi có thể viết một cái lệnh, đúng không? Cái lệnh là ga bằng
in input nhập một số đúng không? Hai chưa? Như này, đó, thật sự bây giờ là if k mà lớn hơn 0 thì return 1 đúng không? Else nếu mà k mà không lớn 0 thì return 0 kiểu như vậy. Đó. Như vậy cái hàm này là cái hàm mà nó trả lời giá trị, trả lời giá trị là hoặc là một là không, nhưng mà nó phụ thuộc vào chúng ta nhập từ bàn phím một số nào đó ở đây. Nhưng mà lớn không ta trả lời là không, nhưng mà nhỏ hơn bằng không trả lời là không, nhưng mà lớn không nên trả lời là một, còn nếu mà không lớn không thì trả lời là không đó. Thì đây là cái hàm hàm và MG nhé, chạy thử này GG này đấy, enter máy báo ra một số, tự nhiên một số là 56 chẳng hạn là một đấy. GG nhé, tôi nhập một số là trừ 7 trả lại là không. Đây là một ví dụ của một cái hàm số nhé mà trả lại giá trị. Như vậy là cái định nghĩa đơn giản nhất của hàm số là chúng ta có cái từ khóa là def, def sau đó là dấu cách, sau đó là mô tả cái hàm số, là một cái định danh, là một cái định danh và mở ngoặc đóng ngoặc hai chấm xuống dòng, trong ngoặc nó có thể có tham biến, tôi sẽ nói sau nhé. Và chúng ta mà mô tả hàm số thì nên, nếu trong hàm số đó mô tả không có từ return thì là hàm void, còn nếu có ít ra là một một cái chữ return thì nó là hàm trả lại giá trị. Được chưa? Thì cái này là nó cũng rất là giống đối với giống với C, cái mô tả cái thường là giống hết C luôn, không có cái gì cả. Được chưa? Thì như vậy là cái về về định nghĩa tổng tổng thể thì là như vậy thôi. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút nhá. Chúng ta đi sâu vào cái bắt đầu tôi mô tả các tham biến. Đây, phần này là khó đây. Tham biến là chúng ta sẽ thấy là tham biến được truyền vào như thế nào, và các bạn thấy ở chỗ này là chỗ khác biệt. Đây, bắt đầu chỗ này là chỗ bắt đầu khác biệt. Không những là khác biệt ít, khác biệt rất là nhiều của Python so với các ngữ khác, so với Pascal, so với C. Các bạn sẽ thấy là cái cách mà truyền tham số của Python là nó khác hẳn luôn, rất là khác biệt. Cái này chúng ta sẽ trong quá trình học tôi sẽ nhấn mạnh cái đó và chúng ta sẽ quan sát nhé. Như vậy là bắt đầu học đến 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 hàm số theo tôi ấy, là bắt đầu thấy khó, bắt đầu cảm thấy bắt đầu hơi hơi khó, và đối với những ai mà đọc học không kỹ, là cứ học không kỹ hay là đọc lướt hoặc là cứ coi thường, nghĩ rằng à hàm số có gì đâu giống C với Pascal, thì như vậy rất nguy hiểm. Thật sự là khi chúng ta đọc thoáng qua, chạy thoáng qua một vài lệnh ban đầu thấy nó rất là giống nhau, giống nhau về cái định nghĩa, giống nhau về các cái trả lại, nhưng mà chất là nó rất là khác nhau. Theo tôi đây là một trong những chỗ khác biệt rất lớn luôn, mà cái khác lớn là khác biệt là xuyên suốt từ này, suốt từ đây cho đến hết cho tới toàn bộ của Python luôn nhé. Cho nên là các bạn chú ý, tôi nhấn mạnh lại để các bạn thấy là chúng ta sẽ được chúng ta sẽ quan sát cái này này và cảm nhận cái khó khăn. Rồi để bắt đầu nhá, khi chúng ta mở chúng ta mô tả tham số thì có thể có 1, 2, 3 tham số, rất là đơn giản thôi. Và đây lấy ví dụ nhé, để tôi định nghĩa cái hàng TT chẳng hạn, có tham số là n, đây là một cái giá trị tôi muốn truyền vào tham số. Được chưa? Rồi, và tôi ví dụ tôi làm sao, tôi cho n bằng n cộng 1, tôi return n. Đấy, vậy là đầu vào là n, đầu ra là n, nhưng mà tôi cho thêm lại n bằng n cộng 1 nữa vào để các bạn sẽ hiểu, lát nữa các bạn sẽ hiểu sau chỗ này. Được chưa? Như vậy là TT là một cái hàm số, đầu vào là 10 thì đầu ra trả lại giá trị là 11, đầu vào là 12 thì nó trả lại giá trị là 13, cứ như vậy nhé, đi thôi n. Xong. Đây, vì TT này, tôi đầu vào của tôi là 12 thì đầu ra của tôi sẽ là 13 đúng không? TT đầu vào của tôi là 99 thì đầu ra của tôi là bao nhiêu? Đầu ra của tôi là 100. Rồi. Mọi người đã hiểu chưa ạ? Rồi, thế bây giờ là vì nó về nó truyền là truyền cái gì?
Hôm trước tôi nói sơ sơ qua là cái định danh, cái biến nhớ của Python ấy, là bản chất của nó là con trỏ. Từ biến nhớ đây, đây là cái name của nó này, tôi tạo ra cái biến nhớ, nó sẽ trỏ vào cái, nó sẽ trỏ vào cái vùng là gồm các cái dữ liệu, các cái đối tượng là các đối tượng số nhé. Tuy nhiên thì là cái nói lại luôn, tuy nhiên là cái việc truyền giá trị ở trong Python này, tất cả đều truyền giá trị hết. Trong Python hàm số không khái niệm là truyền tham biến, không có. Đây là cái điểm khác biệt lớn, một trong các khác biệt lớn nhất giữa Python và C và Pascal. Đối với C, Pascal nó có khái niệm là truyền tham số hay là truyền trị. Nó hẳn các bạn, đó là một trong những cái chỗ mà dạy học sinh rất là khó, đúng không? Là từ dạy học sinh cấp 3, cấp 2 là chỗ rất là khó. Nhưng mà Python thì không có chuyện đó. Đã truyền là truyền trị hết, không có khái niệm là truyền truyền giá trị hết, không có khái niệm là truyền tham số. Rồi, người ta làm thử nhá. Cho n này, n cho bằng là 20. Được chưa? Tôi gọi tt n. Nó trả giá trị là bao nhiêu? Trả giá trị là 21. Ở trong hàm tt thì đã thấy tăng n tăng lên 1. Được chưa? Bây tôi kiểm tra n bao nhiêu này, n này vẫn là 20. Thấy chưa? Như vậy suy ra là việc truyền giá trị n n ở bên ngoài hàm số là 20, khi truyền vào giá trị thì nó truyền vào là 20 và chỉ truyền trị thôi, không phải truyền tham biến. Cho nên ở bên trong lòng của hàm số tôi làm gì làm thoải mái, tôi tăng n là bao nhiêu cũng được, thì thoát ra n vẫn là 20. Anh thì các bạn thấy đây là một chỗ đặc biệt nhé, là các bạn phải chú ý phải nhớ nhé, này là chỗ rất quan trọng. Tóm lại thì là khi truyền bất cứ một cái tham biến nào vào trong cái hàm số đó, thì cái hàm số thì cái tham biến đó là truyền giá trị. Chuyên đối với Python không có khái niệm là truyền tham biến. Được chưa? Thế thì bây giờ tôi hỏi là thì nó hỏi thế bây giờ tôi muốn là khi truyền vào n tăng lên, tôi muốn là nhưng mà tôi muốn là đây n tăng lên là đi thân n ở đây, thì là tôi muốn là khi mà tôi thoát ra n tăng lên thì làm thế nào? Thế tôi khi tôi muốn là khi tôi chạy tt này n này, khi chạy vào đó thì n thay đổi. Thế tôi muốn là khi mà tôi muốn là khi thoát ra n cũng thay đổi như thế thì làm thế nào? Có làm được không? Rất đơn giản là như sau. Chúng ta chỉ viết là gì? Chúng ta viết là bây giờ tôi lấy n bằng bằng 14 thì hay. Tôi chạy cái hàm tt thì n sẽ tăng lên 15. Thì tôi muốn là khi thoát ra n vẫn là n sẽ tăng lên 15, làm sao? Viết như này, viết là n bằng tt thôi. Này thôi. Thì nó vẫn tính là khi tôi chạy cái này thì khi thoát ra khỏi cái TT nhá, n tăng là 15, nhưng vì đây nó trả lại là n mà, nên là tôi gắn n lên, tôi gắn n bằng thì nó chính là n tăng lên 15 ngay. Enter và n bằng 15. Đấy. Thì đó là một cách mà người ta hay đây là cách mà rất hay dùng ở trong những cái hàm trong khi ta khai báo những cái hàm trong 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 Python. Để thay thế là chúng ta truyền trị truyền chuyển biến vào, chúng ta làm như này thì nó cũng rất là hay. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi làm tôi cho bạn thêm một vài cái ấy đấy nhá. Đây tôi thêm cái. Bây giờ tôi định nghĩa một cái hàm gồm có hai biến nhé. Tôi gọi đặt tên là cái hàm FF, hai biến là N và M. M. Được chưa? Và tôi muốn thì tôi muốn cái hàm này, tôi muốn là khi tôi vào tôi tính từ cả tổng cả hiệu của hai hàm, hiệu hai số NM đó, thì làm thế nào tôi có thể tính toán được khi tôi thoát ra tính được đồng thời cả tổng và hiệu được không? Được, đây là cái mà đây chính là một trong cái sức mạnh rất quan trọng thân là việc vì sao tôi cho nó sao chúng ta có thể lên sau return return không phải chỉ là n cộng m và có thể là phẩy luôn n chia m, chúng ta return đồng thời hai số luôn, được chưa? Đó, như vậy là đây là một cái mới các bạn, đây là chúng ta có thể return không phải là một giá trị mà là nhiều giá trị cách nhau bởi dấu phẩy nhé. Các bạn thấy cái này, các bạn là sẽ thấy là rất hay của mà cái này hay cực kỳ luôn của Python, và nó khác so với Pascal hay so với C. Với cái C Pascal tôi hiểu cái hàm hàm trả giá trị là một số thôi, đúng không? Cái này trả giá trị là một dãy số, là nhiều số, mà không phải là nhiều số đâu, nó có thể trả lại bất cứ cái gì đó chứ không phải chỉ là số. Rồi vậy chúng ta làm nhé, chúng ta làm này, chúng ta làm a này phẩy b bằng
FF 167. Để trở lại chị như này. Được chưa? Đó. Enter thì A là A chính là tổng. B là hiệu. Đấy. Như vậy là chúng ta gán trực tiếp đây là hàm này trả lại hai giá trị và chúng ta gán khi trả lại gán trực tiếp vào hai số AB như thế này. Như vậy là tổng của chúng đây, tổng n cộng m sẽ được trả lại là A vào A, còn hiệu của chúng đây, n chia m sẽ trả lại là B. Có thấy không nào? Như vậy là một hàm có thể trả lại là không phải là một số, trả lại có thể hai số, ba số, nhiều số, tùy nè, tùy chúng ta. Đây là một trong những sự đặc, một trong cái đặc biệt của hàm số ở trong Python, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi xin làm cho các bạn xem tiếp ví dụ nữa để chúng ta hình dung nhé. Vì tôi cho bây giờ đây cho n nó cho là 10 chẳng hạn. Tôi định nghĩa cái hàm f như này, không có n ở trong này nhé. Và tôi làm như sau. Tôi cho x thì bằng n và tôi return là 2x, 2x. Này. Được chưa? Rồi thì tôi kiểm tra này. Kiểm tra là f nó trả lại chỉ là bao nhiêu nhá. Bao nhiêu nhỉ? Ở đây là nó sẽ trả lại chị là bao nhiêu, là 20 chính là n nhân 2 là 20 đây đúng không? Và n nó vẫn là 10. Thì để tôi hỏi nhé. Ở chỗ này này, khi mà tôi viết là x bằng n thì máy xử lý như thế nào? Máy xử lý như sau nhé, các bạn chú ý này. Khi chỗ này này, khi mà x bằng n thì khi tôi viết là x bằng thì Python hiểu là Python hiểu là chúng ta vừa định nghĩa, chúng ta đã định nghĩa một cái tên mới là x gì. Mà sau đó máy sẽ kiểm tra xem giá trị này là như thế nào. Và khi kiểm tra ở đây thì máy sẽ tìm kiếm xem trong hàm này này có cái biến nhớ nào đã được tạo ra là n chưa. Chưa có. Vậy máy sẽ ra ngoài mà kiểm tra n 10 và gán x 10 luôn. Với lệnh này là lệnh không lỗi. Như vậy là ở tôi đang luôn qua về cái cách mà Python quản lý các cái tên, các cái biến nhớ nhé, hay gọi là cái namespace đấy. Thì ở trong toàn bộ cái chúng ta thực ra khi ta vào cái Python shell thì ở trong không gian tổng thì nó có một cái namespace riêng, chúng ta tạo ra cái biến nhớ tôi gọi là n14 này, như thế thì nó làm cái biến nhớ, thì nó tạo ra một cái biến nhớ là nằm ở trên cái namespace của toàn bộ hệ thống. Hay chúng ta cũng gọi là biến tổng thể đấy, thử thế cũng được. Còn ở trong lòng hàm số có một cái namespace riêng mà chúng ta có thể hiểu nôm na là cái biến địa phương, được chưa? Biến địa phương và như vậy là bên trong lòng của một hàm số là nó có cái namespace riêng, bên ngoài có namespace. Khi chúng ta tạo ra là x bằng n bằng n thì máy kiểm tra là n đó có trong namespace của hàm f không. Nếu có thì máy lấy, nếu không có thì máy sẽ du truy ra ngoài và kiểm tra bên ngoài xem là nó có hay không. Có hay không cái name mà có thì nó có thì nó báo có và nó sẽ trả lại giá trị là 10. Đó. Vào thế không nào nhé. Vậy n đấy vẫn là 10. Chúng ta có hiểu không? Mình nói thêm này. Mình tôi định nghĩa một cái hàm như này. Hàm g. Như này. Tôi gắn là n bằng n nhân n nhân n cộng và return n, được chưa? Bây giờ tôi kiểm tra chạy thử xem lỗi không lỗi, enter máy báo lỗi đó. Nhưng vậy ở đây là máy báo lỗi này chính là cái lỗi này này. Cái error của nó là cái loại là lỗi này, và đây là mô tả lỗi. Các bạn không cần biết nhé, bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn vì sao lỗi đây ở chỗ này nhé. Khi chạy nhé thì máy sẽ chạy lần đầu tiên này, máy sẽ viết a là n bằng à, như vậy máy sẽ tạo ra một cái biến nhớ mới, một cái biến nhớ mới nằm ở trong g, hay chúng ta gọi là biến là cái biến địa phương đấy, ở trong n, trong g. Và sau máy kiểm tra bên này, được chưa? Khi kiểm tra bên này rồi nhé thì n ở đây thì máy hiểu n đây chính là cái biến tôi vừa mới tạo xong. Và như vậy là
cái bên nhớ này là không hề được định nghĩa gì cả, không hề được xác định là lọc bao nhiêu cả, cho nên là báo không thể nào n là gắn vào một cái giá trị mà chúng ta chưa biết giá trị gì cả. Chưa đây máy không thể nào, máy không thể coi n này là n bên ngoài này nhá. Bởi vì sao? Vì chúng ta gọi n bằng ở đây này là máy đã tạo ra một cái biến nhớ địa phương trong n, là một cái namespace của nó kiểm soát cái n này rồi. Cho nên khi sang bên này là máy không hiểu, thì hiểu n này là n bên ngoài, n này chính là n ở bên trong này, cho nên là lỗi. Thế nhé. Chỗ này đây là một chỗ theo tôi là một trong một chỗ không vào loại khó, loại khó nhất của cái định nghĩa hàm số ở trong Python. Nó không hiểu là nó không thể tự động nó coi cái này là biến, là biến nhớ tổng thể đâu. Vì n là tổng thể này, nó không coi cái này là biến tổng thể. Cho chúng ta chú ý cái này, cái hàm này này, định nghĩa này nếu ở trong Pascal, trong C là không lỗi, nhưng ở trong Python là lỗi. Tại vì chỗ này là cái chỗ rất đặc biệt. Cái này thì các bạn theo tôi, các bạn đọc sách tôi thì rất kỹ rồi, các bạn phải đọc kỹ lại nhé. Và cái này các bạn nghĩ các bạn không hiểu ngay đâu, nhưng mà làm dần rồi sẽ hiểu. Được chưa? À thế thôi nhé, hôm nay ta dừng lại ở đây nhé, không này các bạn là mệt mỏi nhé. Không hiểu không nào, không hiểu không hay là hay khó hiểu nhỉ? Các bạn về nhà, việc các bạn về nhà làm bài tập chương 3, chương 4 nhá. Làm càng nhiều càng tốt. Vâng. Có gì không hiểu thì các bạn cứ đưa câu hỏi lên nhóm, tôi sẽ trả lời. Vâng. Vâng. Em cảm ơn anh chị ạ. Vâng. Dạ, em chào. Thấy bắt đầu khó chưa? Vâng. Thôi chúng ta nghỉ nha. Để tôi... Chào thầy. Vâng, chào thầy. Có chỗ nào nó dừng cái lệnh ghi không nhỉ? Ghi đây đúng không? Em chào thầy.